Rồi, câu câu D nè mọi người. Hai cái tam giác này, ý nó là cho hai cái tam giác này chứng minh hai cái diện tích tam giác này bằng bằng nhau. Được chưa ạ? Đó là tam giác gì ạ? Tam giác ACD. ACD và tam giác ABF. ABF, thấy nữa mà, ABF. Thì các bạn nhớ đến công thức diện tích của một tam giác sẽ bằng 1 phần 2 chiều cao nhân cạnh đáy. Đó, nhớ công thức giúp lợn. Vậy diện tích ta có nè, ta có diện tích tam giác ACD. ACD thì các bạn thấy tam giác này không ạ? Thấy tam giác này không ạ? Thì sẽ bằng chiều cao nè nhân cạnh đáy nè, thấy không ạ? Đó, vậy sẽ bằng 1 phần 2 chiều cao là FD nhân cho AC. Ok chưa? Tiếp tục, diện tích tam giác ABF. ABF thì bằng gì ạ? Thì cũng bằng chiều cao nè. Đó, chiều cao nè nhân cạnh đáy nè, vậy bằng 1 phần 2 BC nhân AF. Rồi, muốn hai cái diện tích này bằng nhau thì bạn chỉ cần chứng minh hai thằng này bằng nhau, đó là chứng minh FD nhân AC bằng BC nhân AF. Thì muốn chứng minh cái tích này bằng cái tích này thì các bạn nghĩ ngay đó là hai tam giác đồng dạng, đó các bạn ráp nè, đó là FDA, FDA hoặc là F. Các bạn nhìn kỹ coi có bị sai gì không nghe mọi người. FD đâu ạ? F F D ở đây đâu ạ? Để mình kiểm tra lại nè, AF nhân cho BC. Rồi đây là sẽ bằng là đây. Đây nhân nhân đây. Rồi, các bạn kiểm tra lại cái chỗ này có bị sao à, chưa hiểu lắm. Rồi, FD nhân AC, FD nhân AC bằng B. Rồi, hai này bằng bằng nhau thì các bạn hãy kiếm hai tam giác đồng dạng nè, đó là AF gì à? A xin lỗi, FDA. FDA bằng với gì à? ABC. ABC quá dễ, xét cái tam giác đó, tam giác AFD và tam giác ACB. Thì ta có gì à? Ta có nè, ta có gì nè? Các bạn nhìn vào đây. Ở đây các bạn có thể xét hai tam giác đồng dạng hoặc là các bạn dùng ta lét cũng được nha. Thì ta thấy góc này không ạ? AFD thấy không ạ? Góc này là góc gì à? Vuông. Tiếp tục nè. ACB góc này là góc gì à? Góc vuông đó, ta có AFD bằng ACB bằng 90 độ. Tiếp theo nè. AFD ACB có góc này là góc góc chung đó, góc A là góc góc chung. Các bạn nhớ viết ba chữ nha mọi người, góc góc chung đó. Suy ra hai tam giác đó là FA gì à, thiếu chi gì à? FAD đồng dạng với tam giác CA, thiếu chi gì à? CAB, trường hợp góc góc. Sau đó các bạn viết tỉ số đồng dạng ra, 1 2 3 1 2 3. Đó, 1 2 FA trên cho CA. 1 3 FD trên 1 3 là CB bằng 2 3 AD trên 2 3 AB. Đây được gọi là tỉ số đồng dạng. Suy ra các bạn nhìn vào đây, lấy những cái dữ liệu ở đây, FD có nè, AC có nè, FA có nè, BC có, viết lại thằng này. Vậy là mình sẽ viết theo giống thằng này nha. Đó là gì à? AF nè, đổi vị trí lại. AC nè bằng FD nè bằng BC. Đổi lại cho nó giống cái này nha mọi người, để các bạn nhìn cho nó dễ. Sau đó các bạn nhân nhân chéo, vậy là AC nhân FD bằng A
AF nhân BC. Và các bạn nhìn hàng này có phải hàng này không ạ? Đó. Sau đó các bạn viết lại hàng này. Đó. Viết lại từ đây nè. Đó, viết lại từ chỗ này qua tới đây. Xin lỗi, viết chỗ này, sau đó viết chỗ này, suy ra hai cái tập diện tích hai cái tam giác đó bằng nhau. Đó. Ok chưa ạ mọi người? Rồi. À, vậy là mình đã kết thúc hết những câu hình rồi nha mọi người.